mừng các bạn đã đến kênh Rau Sạch Nhé. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cách ủ mướp và để trồng mướp. Đây, đây là trước mắt là mình phải chuẩn bị hạt giống mướp ha. Đây mình chuẩn bị cái nước lạnh bình thường, thấy không? Thì mình sẽ hiện tại thì mình sẽ pha nước ấm. Đây, nước ấm mình chuẩn bị sẵn ha. Mình pha vô. Nước ẩm thôi nha bạn nha, đừng có nóng nha. Để tạo cái sự nảy mầm rất là nhanh, thấy không? Và những cái diệt những cái bệnh từ những cái hạt. Đây, mướp đây. Mình sẽ ươm vậy ha. Rồi. Xin mình sẽ ngâm trong vòng khoảng 5 phút bạn nha. Đây. Ok, mình hôm nay mình sẽ làm ví dụ cho các bạn trước là 5 hạt, mình sẽ ươm một cái bị thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái bị để ươm ha. Các bạn theo dõi theo mình nha. Đây các bạn theo dõi đây. Mình sẽ đắt á, thì mình sẽ chuẩn bị đắt ha. Mình làm đắt ở xốp nhất vậy nha. Đắt thì mình làm xốp sẵn rồi, mình chỉ cạo sơ thôi. Đây các bạn, hiện tại đây là dưa leo của mình trồng hồi bữa, mình video clip bữa mình cũng mới quay, nay mình mới thêm được cái dăng cái lưới để dưa leo sẽ bò lên đây ha. Đây mình sẽ hút. Nè các bạn thấy đắt không? Rất là tốt ha. Tơi xốp. Rồi mình sẽ hút vô bị để mình ươm. Tùy theo bạn, nếu nhà các bạn mà có đất á thì mình trồng ra ngoài đất, còn không có mình một bị đây mình vẫn trồng được ở trong cái chỗ mà nơi chật hẹp đó các bạn. Đây. Mình sẽ hút một bị đây ha bạn ha. Bị đây thì ở ngoài trại giống thì người ta bán rất là nhiều. Đây, trùng mấy các bạn thấy không? Nhào đây. Đây, mình sẽ vào được 2/3 nha các bạn nha, 2/3 cái bị ươm nha. Bị ươm thì mình ra chỗ họ bán trại giống, họ bán rất là nhiều, mình mua mình ươm. Đây mình sẽ lấy, bắt đầu mình sẽ lấy hạt á thì mình đã ủ ha. Đây mình sẽ lấy hạt ủ, và ủ được 5 phút rồi các bạn, nãy giờ mình ủ trước 5 phút. Đây hạt mình đã ủ nha, bây giờ mình sẽ ra trồng. Đây, 5 hạt đây các bạn ha, mình ủ nước ấm nè. Nước ấm để nó tạo ra cái mầm này, mình sẽ đặt cái hạt vô. Đây. Các bạn có thể có vườn thì mình trồng ở nhà mà khu ở thành phố thì không có đất thì mình có thể mình trồng ở trên sân thượng đó. Đây, 5 hạt các bạn nha. Đây hạt mình đã mình sẽ ơn. Đây, bắt đầu mình sẽ còn đất mình sẽ đổ thêm một lớp nữa. Tầm 2 đến 3 cm nha. Rồi, đây, bắt đầu mình sẽ lấy cái nước ấm nãy đó mình ấy đó mình sẽ tưới lên. Đây, rồi các bạn đây như thế này các bạn sẽ để ở trong nơi mát mẻ ha. Và mình sẽ tưới thường xuyên là buổi sáng sẽ tưới một lần, buổi chiều sẽ tưới một lần. Rồi xong nó sẽ nứt lên trong vòng 5 ngày. Nó sẽ nứt lên cỡ đây thì các bạn có thể là lấy ở trồng ở nhà hoặc là ở sân thượng gì đó thì các bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công nha. Các bạn nào muốn mình ươm hạt gì nữa thì mình sẽ ươm, tiếp sau mình sẽ quay lại video cho các bạn.